này tay với chị Tường. Sao? Được không? Dạ, 9 điểm. 9 điểm, được rồi em. Dạ. Anh Hùng ở đâu? Không hỏi Hùng ở đâu nữa. Không chán. Tháng không con. Được, anh định nó hung tráng không được. Sao vậy? Ai biết ảnh không à? Được. Má em la là nhắm mắt ra đi. Đền anh á. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời với bạn. Chúng ta giới thiệu về mình. Mời bạn nữ giới thiệu trước. Dạ, em tên là Nhật Ái, 23 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sư phạm, khoa Giáo dục Tiểu học. Ừ, vậy là quê mình ở đâu em? Dạ, em ở Hóc Môn ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh luôn, dạ. 23 tuổi. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em tên Lê Nguyễn Thành Đông, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em là trưởng phòng kinh doanh. Mình là ở đâu? Dạ, em quê ở An Giang ạ. À. An Giang lên thành phố là ở đâu? Hiện tại em ở quận 11. Với một cái hình dáng thế này, với một sự năng động và một cái chức vụ như bạn thì tôi không tin rằng bạn gọi là ế đâu. Dạ thì trước giờ thì cũng quen được khoảng 4 mối tình rồi. Cũng nhiều nguyên nhân, nhiều lý do thì cũng không đi được với nhau nữa. Lý do nào bạn có thể nói một số lý do để mình rút kinh nghiệm á mà. Em đi quá nhiều, em làm nhiều á thì thành ra là nó ảnh hưởng rất là lớn. Hôm nay nếu như bạn mà quen bạn gái bên kia, dạ, bạn đi nhiều quá như vậy mất cơ hội nữa thì sao? Từ trước á thì em hình dung là mình sẽ cố gắng làm, lo cho sự nghiệp trước. Lúc đó là mình mới tập trung là gia đình. Bữa nay 29 tuổi rồi ha. Dạ đúng rồi. Thì gần đây á, thứ nhất á, là mấy anh chị em trong gia đình á, là cũng bắt đầu là lần lượt là cưới. Rồi nhất là chị hai em á, chị ruột em á, thì có em bé. Mà em thấy là giống như đến lúc mình đã lập gia đình rồi thì em biết là mình phải nên tập trung như thế nào. Đúng rồi, rồi. Bớt để công mình... việc lại ha. Dạ, tập trung cho tình yêu. Bạn nữ bên đây thì mình cũng không tin là em lại cũng bị ế. Chị thấy em rất là dễ thương và đi học trong trường thì chắc là cũng phải có nhiều anh dòm ngó đứa dạ, đó. Dạ, trong trường em khoa giáo dục tiểu học thì ít con trai lắm chị. Đa số là bạn nữ là nhiều. Nhưng bây giờ mình đang còn đi học, nếu bây giờ hai bên mà kết nối được với nhau thì em nghĩ bao lâu nữa thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ chắc có lẽ là em phải tốt nghiệp ra trường, có công ăn việc làm ổn định rồi em mới... Là bao nhiêu lâu? Ảnh 29 tuổi rồi, giờ ảnh muốn vợ dữ lắm rồi. Dạ chắc cũng khoảng... 1-2 năm gì đó chị. Hết hồn, 1-2 năm được hả anh ha? Dạ em thì 5 rưỡi đến 2 năm là ok. Vậy dạ. Được rồi, tưởng bạn này đòi ổn định công việc, bạn nói 3-4 năm cái bên kia anh đợi đâu có nổi đâu. Thôi bây giờ mình nói luôn đi, mình muốn tìm một người yêu, một người vợ như thế nào? Xinh xắn, dễ thương. Ai cũng thích hết. Dạ đúng rồi, ngoài ra thì giống như bạn nữ tư tưởng cũng chuẩn, biết được mình. Tư tưởng chuẩn là sao? Dạ thí dụ như có một số bạn nữ nói là không biết nấu ăn. Không thích nấu ăn, giống như thời buổi giờ thì không sao hết. Giống như bạn không biết nấu ăn thì bạn bù lại bằng vấn đề gì đó. Em và bạn nữ đó là cũng cùng nhau suy nghĩ làm sao lo chuyện đó cho nó ok. Chứ không phải là không biết nấu ăn rồi vậy thôi hết. Thôi không gì đó, tôi thích gì nữa người phụ nữ nữa. Dạ, từ trước tới giờ thì em thấy em để ý là em thích bạn nữ mà có ngón tay, ngón chân nó dễ thương á, nó đẹp á. Ngón tay, ngón chân đẹp hả? Dạ đúng rồi. Em cũng không biết sao nữa. Nhưng mà bàn tay bứt măng á hả? Thì coi coi. Dạ, dạ cũng giống vậy á. Thích bàn tay thôi. Này bứt măng không chị? Đương nhiên là những yếu tố khác thì nó cũng quan trọng, nhưng mà đó cũng là một trong những điểm cộng em rất là thích. Cho coi luôn đi để người ta có cái tinh thần người ta nói chuyện. Đây đây, đưa đây đây, qua cho coi tay. Đó giờ mình đi coi đàn gái coi mặt. Giờ bên đây dụ coi tay trước. Lạ thiệt. Này tay với chị Tường. Sao? Được không? Dạ, 9 điểm. 9 điểm, được rồi em. Dạ. Sao biết tay tôi hay vậy? Tay tôi gớm lắm hả? Tay tôi được mấy điểm? Dạ. 6. Tại chương trình, còn đang quay tiếp á, anh chị cũng 9 điểm. Dạ. Được, biết cách. Em có cái tiêu chuẩn gì để tìm bạn trai hay không? Dạ, em ghét mấy bạn trai đẹp trai, ga lăng, cao to lắm chị. Kì vậy? Dạ, tại vì ghét vậy? Của nào chờ trao của đó không chị? Rất là dí dỏm. Bên này hơi bị chuẩn đó em. Dạ. Có điều gì mình không thích? Dạ chắc đầu hói, bụng bự. Chắc anh trẻ anh không có. Không mấy đứa cái bụng qua đây cho tôi coi coi. Không có gì hết á, yên tâm đi. Đâu, tôi không có tình ai hết trơn á. Dạ, em chào chị.
Được ha, không có hói nhiều, chỉ hói nội bộ vài chỗ thôi. Mà em có tật xấu gì không? Dạ có, em nghĩ là cũng rất là nhiều ạ. Cái gì? Thí dụ như là em hạn chế mấy việc nhà lắm. Giống như thứ nhất là mình lo làm, cái thứ hai nữa là giống như mình cũng không thích việc nhà rồi đó. Ví dụ như rửa chén, giặt đồ, quét nhà, lau nhà rồi đó, là em rất là hạn chế những mặt đó. Rồi giả tỷ bạn nữ cũng hạn chế luôn rồi sao? Ăn em... xong đập chén. Em là thì em làm hết luôn hả? Mình cũng sắp xếp được, thí dụ như cả hai cùng đi làm, thí dụ việc ít thì mình sẽ chia nhau ra làm, phải chia sẻ nhau. Có phụ vợ đúng không? Dạ đúng rồi, ok. Mà không thích thôi. Còn nếu như mà việc nhiều hay là có em bé đó thì cố gắng thiệt nhiều, làm thiệt nhiều rồi mướn người chăm sóc. Được ha. Dạ. Có phụ đừng có lo, nhưng mà em biết làm việc nhà không? Để anh Hoàng dạ, xem bạn gái rồi hợp với thằng trai không nha. Xin dạ, chào cô gái. Rất dễ thương. Đàn trai phong độ, lịch lãm, giỏi giang. Em thích người đàn ông làm thế nào để mình có nhiều niềm vui nào? Dạ, ảnh biết cách quan tâm. Quan tâm. Chăm sóc, còn phải biết nghĩ đến người khác nữa. Đừng có để bụng những chuyện nhỏ nhặt nhỏ nhen, đừng có gia trưởng. Anh này có gia trưởng không anh? Dạ, em không có vấn đề đó đâu. Đúng rồi, người miền Tây ít có gia trưởng lắm. Dạ. Anh này cũng thoáng lắm, hài hước nữa. Rồi gì nữa, mong muốn anh làm gì cho mình nữa? Dạ, cũng đơn giản, anh muốn làm gì thì anh làm. Anh muốn làm gì làm. Em cũng không đòi hỏi gì nhiều ạ. Em có phải là người phụ nữ thích lãng mạn không? Dạ, em nghĩ là phụ nữ nào cũng thích lãng mạn. Thích lãng mạn. Dạ. Em ơi, em trai có lãng mạn không em? Có những lúc em rất là lãng mạn. Thì em hy vọng sắp tới là lãng mạn nhiều hơn nữa. Dạ, nếu mà hình tượng thì em muốn là giống ba em. Ba em? Ba em là một người chung thủy, thật thà. Việc gì cũng biết làm ở nhà hết, như là sửa điện, sửa xe, sửa ống nước. Nói chung là việc nhà là ba em đều biết làm hết. Ai cũng ngưỡng mộ ba mình và muốn người yêu của mình giống ba của mình hết. Dạ. Giống mẹ mình ha. Anh thấy hai bên cũng hợp rồi đó. Về vóc dáng, về ngoại hình, về tư tưởng, về những cái suy nghĩ. Dạ. Đề ra là nó cũng gần như hợp. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Bạn gái mình đi với ai? Mình đi với ai? Dạ em đi với em họ và những người bạn của em ạ. Rồi đâu? Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào em. Em là em họ của chị Ái. Em thấy anh bên đây thì ảnh cũng cao, cũng có tính hài hước. Em không biết là anh ở quận 11, chị em thì ở Hóc Môn á. Dạ. Khi mà hẹn hò thì hai người sẽ thu xếp thời gian như thế nào? Đối với anh chuyện đó là rất là đơn giản. Hóc Môn với quận 11 rất là gần, không thành vấn đề. Cũng trong thành phố mà em. Dạ đúng rồi. Thì em mong là sau chương trình này thì anh chị sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu hơn nhiều về nhau. Vậy là cơ bản là phù hợp phải không em? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Em trai đi với ai? Bạn Nam. Dạ em đi với chị với anh em. Xin mời anh chị. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ chào chị. Em là chị của Đông. Hôm nay em thấy là hai em nói chung là cũng tương đối hay hợp nhau ấy. Hy vọng là hai em có thể đến được với nhau như cả nhà mong đợi. Cảm ơn cả nhà. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt đi. Kéo màn. Đấy, hai bên cứ nói chuyện với nhau đi nha. Đó, mình kiểm tra chiều cao, mái tóc, cân nặng gì đi ha em ha. Em hỏi đi. Anh có định lập nghiệp ở thành phố không ạ? Anh là con trai út trong nhà, ba anh mất 5 năm rồi. Trách nhiệm của anh thì anh phải về với mẹ. Nhưng mà mẹ nói thì tùy thôi chứ không có ép buộc. Thì nên cái chuyện mà về hay ở hay là làm ở đâu đó thì anh nghĩ là tùy cái tình hình nó sắp tới nó như thế nào đó. Dạ. Anh có thấy em trẻ con quá không? Cái tuổi của em với tuổi của anh cũng hơi cách xa nhau á. Cũng không xa nhau quá đâu. Anh cũng còn tươi lắm chứ không có đến mức đó. Với lại anh biết bạn nữ á, thường muốn một người nam như thế nào hay là muốn được chiều chuộng như thế nào. Ở tuổi của em đó thì có những cái mong ước nó lãng mạn cho nó thích thú đó. Dạ. Thì anh tin rằng là anh đủ khả năng hát hò nhảy múa gì em biểu diễn đi. Đúng rồi, anh sẽ đáp lại liền. Em không hát em đọc được không chị? Đọc cái gì? Đọc bài hát hả? Dạ. Được không có gì? Hát. Được luôn.
Vũ trụ này biết bao nhiêu thứ để tìm vui. Em gặp anh là điều duy nhất làm em cảm thấy là niềm vui. Em là một con nhỏ bỏ cả thế giới đi yêu anh. Anh không tin thì cứ ôm em để biết tình cảm bao nhiêu xem. Em không yêu bằng lời nói, em yêu bằng thời gian. Vì chỉ thời gian cho ta biết được đâu mới là hạnh phúc trời ban. Em nhớ anh nhiều lắm, em muốn về với anh. Nơi Sài Gòn này quá chật chội, nói làm cuộc sống em lắm lem. Những lời nói phô bày tình cảm, anh đừng nghĩ em cắt cớ. Em có thể đánh vần trái tim bằng từ nhờ ơ nhơ sắc nhớ. Thế giới này thật to, tim em chỉ cần anh hiểu rõ. Lãng mạn và yêu em, mong anh một ngày sẽ hiểu nó. Yeah. Đọc được không? Đọc giống bạn được không? Dạ em nghĩ cô giáo thuộc bài còn trò không thuộc bài. Thua đúng không? Thua nha, 1-0. Nãy em chưa hỏi anh là không biết anh có lăng nhăng không? Anh gật đầu hả anh? Không, anh gật đầu là giống như anh sẽ trả lời á. Gật gù. Anh nghĩ cái duyên vợ chồng á nó cũng lớn lao, nó cũng cao cả lắm. Nên anh muốn tìm một người nào đó khi mà mình cưới á, thứ nhất là mình tin tưởng tuyệt đối với nhau, thứ hai là hai bên cũng phải là yêu thương nhau hết lòng. Thì anh nghĩ là anh không có chuyện đó. Nếu phải về An Giang làm dâu thì em có đồng ý hay không? Dạ chắc là phải trong quá trình tìm hiểu ảnh tạo cho em cái cảm giác là tin tưởng và yêu thương, em mới có thể là suy nghĩ lại. Giống như anh nói với em gì, thứ nhất á là mình sống để mưu cầu hạnh phúc, tìm niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Và khi mình cưới nhau á, nơi đâu có hai vợ chồng, mình ở đâu mình thấy an tâm, thấy vui vẻ, thấy thoải mái là ok. Dạ. Anh không quan tâm nó là ở đâu hết. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Rất nhanh. Nắm tay nhau. Đấy. Rất xứng đôi. Mọi người thấy xứng đôi mà. Hình như họ đã yêu nhau từ lúc nào rồi đấy. Hôn đi, chàng trai nào. Thôi má là. Má là. Dạ. Quy định của chương trình là như vậy bạn. Khi ta bắt đầu bấm nút thì chúng ta đã chấp nhận là mình đã quen nhau rồi. Nào. Dấu ấn cái ngày đầu tiên. Đúng mình rồi. Gặp mặt. Anh hôn ở đâu? Hôn mà hỏi hôn ở đâu nữa. Không chán. Không con. Được, anh định nó hung tráng không được. Sao vậy? Ai biết ảnh à? Được. Má em la là nhắm mắt lại đi. Đền anh á. Được ha. Thôi, hết này hai đứa đi ăn vàng được rồi đó. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Đây là những chiếc vé xem phim từ hệ thống Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Cố gắng nha. Báo tin mừng cho chúng tôi nhé, nắm tay thật chặt không được buông ra. Rồi dẫn cô ấy đi hẹn hò đi xem phim. Có tật xấu gì không? Dạ ngủ thì ngáy. Không biết bạn nữ có chịu được cái tiếng ngáy không biết. Nếu như mà mình có đi xa hơn á, anh phải đợi em ngủ rồi anh mới được ngủ. Là một người mà biết quan tâm chăm sóc gia đình là được, trai đẹp không phải của mình. Anh thì trai gái cũng được, miễn sao con của mình là được rồi. Dạ. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Chào em. Mời đi bạn. Rồi bạn nữ giới thiệu trước đi. Dạ. Em xin giới thiệu, em tên là Võ Thị Thạch, năm nay em 24 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. Mà quê gốc của em thì ở Bình Định, làm việc và sinh sống tại quận 7. Em đang công tác tại phòng kỹ thuật của tổng công ty Mai Nhà Bè. Mời bạn nam. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, các bạn khán giả và bạn nữ. Em là Hồ Bình Ngọc Quang, thì em sinh ra và lớn lên tại Bà Rịa Vũng Tàu. Quê gốc thì ở Quảng Ngãi. Dạ em đang công tác tại quận 2, tại công ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh. Em làm bên kỹ thuật xây dựng. Kỹ thuật xây dựng. Dạ, chuyên quản lý về khối lượng và chất lượng công trình. Lý do tại sao bạn nữ có mặt ở đây hả bạn nữ? Em vẫn còn e sắc ế anh. Em đã trải qua mối tình nào chưa? Em đi học đại học thì cũng có trải qua 2 mối tình nhưng mà không được bao lâu. Hầu hết đó mọi người nói là nhìn mặt em không ai tin em ế hết. Với lại em không có thích đi ra ngoài nhiều. Thời gian rảnh để mà nghỉ ngơi thì hầu hết là em ở nhà. Mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì là một người năng động,
tham gia các hoạt động phong trào của trường, của công ty. Trong công việc thì em rất là tỉ mỉ. Còn về điểm yếu thì thỉnh thoảng em hay nóng tính. Rồi khi mà em bực mình chị, em hay làm bà làm bầm lắm. Một mình mấy người nhìn em cứ hay nói em bị khùng. Em nói xong là xong. Không sao, vậy cũng thẳng thắn, người ta cũng dễ nhìn nhận được mình đúng không? Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Tính hiện tại bây giờ thì em mới chỉ có một mối tình thôi, kéo dài khoảng từ 1.5 đến 2 năm. Ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Em chỉ có ưu điểm là mình mạnh mẽ về trong mọi chuyện, tự tin và mình giải quyết được vấn đề một cách rất là nhanh. Còn khuyết điểm của em thì hiện tại em không biết ủi đồ. Cái này em làm được anh, tại vì em học chuyên ngành may. Ủi đồ mà không biết đơn giản mà. Những cái bộ quần áo của em ủi xong tự nhiên em treo lên lát nó nhăn queo. Ủa vậy bình thường hàng ngày đi làm đồ bạn là ai ủi? Dạ có khi em ủi nhưng mà nó ủi xong nhăn, tại em làm ngoài công trình đó chị, cho nên cũng không quá trọng về cái hình thức lắm. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ ngủ thì ngáy. Không biết bạn nữ có chịu được cái tiếng ngáy không biết. Nếu như mà mình có đi xa hơn á, anh phải đợi em ngủ rồi anh mới được ngủ. Mà sợ em ngủ anh ngáy cái em thức dậy cũng vậy. Trời ơi, to lắm. Không, em ngủ say lắm anh. Em mà ngủ rồi thì trời có sập em cũng không biết đâu. Cũng may quá, để vậy mới được. Vậy là hợp đó. Rồi, mình có cái đặt ra cái mẫu tiêu chuẩn người bạn trai mình cần tìm là như thế nào? Anh ấy phải cao từ 1m68 trở lên. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m72 chị ơi. Được. Anh cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m6. 1m6, rồi dạ. Quê phải gần Đồng Nai, gần nhà em. Anh ở Vũng Tàu em ơi. Được luôn. Rồi, gì dạ, nữa? Dạ, em thích người theo mẫu hình tượng người đàn ông của gia đình á. Phải có quan điểm riêng chứ không phải là gió chiều nào say chiều đó. Bạn trai mình có chính kiến, có lập trường không bạn trai? Dạ, chính kiến em vững lắm chị. Khi mà em ra quyết định rồi, nói gì cũng không lung lay nổi hết trơn á. Ngoại hình mặt mũi mình có mẫu người lý tưởng nào không? Em không quan trọng về ngoại hình. Em chỉ cần người đó cao hơn em và là một người mà biết quan tâm chăm sóc gia đình là được. Trai đẹp không phải của mình. Rồi, vậy thì bạn trai thì sao? Mình đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn gái mình như thế nào nè? Bạn gái thì chỉ cần ăn mặc đơn giản, không quá hở này hở nọ thôi. Chiều cao thì khoảng tầm 1m58 đến 1m62 chẳng hạn. Tương đối vừa người là được. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Ngồi lên đôi mắt đó chị. Là nhiều chuyện. Cái này em không có anh ơi. Dạ. Có không? Dạ không. Nếu được thì hai người khi nào tiến tới hôn nhân được? Bạn trai cơ bản từ khoảng từ 27 đến 30 có thể mình lập gia đình là được. Dạ em cũng có suy nghĩ như vậy, em nghĩ là tuổi tác không có quan trọng, quan trọng là cái tình cảm của mình á nó đủ lớn để tiến tới hôn nhân thì sẽ tiến tới dạ. Thôi giờ trước khi chị coi mặt em có yêu cầu gì ở phía bạn trai nữa không, chị qua chị hỏi luôn cho. Không được ở dơ quá. Anh này ở dơ quá thì dơ luôn, bây giờ thấy sao dơ dữ biết không. Có ở dơ không mà. Dạ ở dơ thì chắc là không, nhưng mà do công trình thì bụi bặm thì chắc cũng nhiều á. Rồi tối có khi nào đi làm về mệt quá nghỉ tắm luôn không? Dạ không, phải tắm mới ngủ. Phải tắm mới ngủ. Dạ. Nhìn ta thấy sạch sẽ lịch sự gì. Bữa nay ta lên đây người ta cần ráng vớt bộ đồ vía vô thôi bình thường. Dạ không, em mới từ công trình chạy ra luôn chị. Ủa vậy hả? Dạ. Nhìn thấy là biết là không có ở dơ rồi. Được ha. Vậy là cũng ổn ha. À, mình có phải làm dâu gì không? Dạ làm dâu thì em xác định em ở thành phố cho nên cũng làm dâu cũng không cần lắm. Rồi lấy nhau về thì tiền bạc ai giữ, tài chính ai quản lý? Dạ tài chính đương nhiên là vợ giữ rồi, còn cho gì bao nhiêu cho. Vợ đi làm được không hay phải bắt vợ ở nhà nội trợ? Dạ giờ thì phụ nữ hiện đại thì phải đi làm với chị, cùng đi làm xây dựng mới tốt chứ. Rất rõ ràng và mạch lạc. Bạn trai rất là chính xác và chính chắn luôn ha. Bây giờ đến xem nhà bên nữ thế nào đây. Rồi chào em, xinh gái quá. Anh mà xây dựng đó, hay đi đây đó hoài luôn, em có ngại gì không? Như công trình á. Có ghen không? Dạ, quan trọng là ở con người đó anh. Nếu như mà ảnh có tính lăng nhăng rồi á, thì em có giữ 24 trên 24 thì ảnh vẫn đi lăng nhăng được thôi. Còn nếu như á, là một đâu còn người ở đây đâu. Dạ, nếu như mà ảnh đã thật lòng với mình á, thì em nghĩ á, là đi ra đường mà có gặp trai gái đẹp á thì anh chỉ nhìn cái thôi, nhưng mà trong lòng anh có em là được. À có nghĩa là gặp gái đẹp vẫn cho nhìn đúng không? Dạ được. Nhìn cái được chứ cũng nhìn cái hai thôi. Đừng nhìn cái thứ ba thôi. Rồi ổn rồi là ổn. À, dạ. Hai người này thấy hợp đó nha. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Dạ em đi với ba người bạn thân chị. Rồi sao chào các bạn. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường. Em là bạn ở cùng phòng với Thạch. À, em thấy anh bên đây thì rất là hiền, dễ thương á. Dễ thương quá. Thạch cứ quen anh này đi rồi anh sẽ vỗ béo cho Thạch được. Không, đâu có ổn đâu, không có ổn đâu. Nhìn anh mà. Là em cũng biết rồi ha. Anh thì ăn gì cũng dễ, nên nuôi chắc cũng dễ lắm á. Bạn trai,
mình có đi với ai không? Dạ em đi với lại một đồng nghiệp và một người anh. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Anh thấy ok em gái này cũng rất là hợp với em. Ở nhà thì không có ai ủi đồ hay gì đó, thì thấy bạn ủi đồ hoài mà không có ủi đồ ha. Lấy nhau về để ủi đồ giùm thôi hả? Bạn đó có tật tật xấu gì mà nãy giờ bạn chưa khai ra không? Em thấy là từ công trình về không là bạn ấy ngủ với ở nhà là lên mạng xuyên suốt. Ủa vậy anh hay lên mạng với anh có sống ảo không anh? Không, anh sống thật đó mấy ơi. Anh lên mạng chủ yếu nghe nhạc không à. Vậy là giống em rồi. Cảm ơn hai bạn nhiều. Chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai người gặp mặt và tự quyết định nha. Rất dễ thương, xinh xắn nha. Rồi, nào. Chào em. Thì qua Trinh nãy giờ cho đổi á, anh cũng có cảm nghĩ là em thú vị đặc biệt. Anh làm công trình gì anh hay nhậu không anh? Nhậu thì cũng có, nhậu với đối tác, nhậu với nhà cung cấp, nhậu với bạn bè đồng nghiệp thì cũng có. Nhưng mà mình biết điểm dừng. Biết điểm dừng là được. Đôi lúc cũng có say nhờ đồng nghiệp cũng đưa về nhiều. Vậy là sau này á, sau này nếu mà nếu như mình tiến tới xa hơn á thì anh say anh có thể gọi cho em sẽ tới đưa anh về. Cảm ơn em. Dễ quá trời. Tình hình hẹn hò sao bạn? Dạ thì nếu như mà sau cái cuộc trò chuyện hôm nay thì được thì em xin được hẹn hò ngay luôn ạ. Nhưng mà hẹn thì chắc em hẹn ở quận 7 giờ gần bạn nữ rồi về tiền. Đúng rồi chứ ai hẹn ở Bình Thạnh. Thỉnh thoảng mình cũng phải, nữ cũng phải chủ động thì thỉnh thoảng em qua bên đó cũng được. Không cần đâu, anh sẽ tự động qua. Rồi. Con cái người nào thích trai gái gì đó. Anh trai gái gì cũng được, miễn sao con của mình là được rồi. Dạ em á thì em thích con gái hơn. Xin con gái đầu lòng trước á thì sẽ là chị của gia đình. Em hy vọng là xin hai đứa, đứa đầu tiên là con gái, đứa sau là con trai gái gì cũng được. Thôi bây giờ mình nói về tình cảm đi. Làm sao mình thuyết phục đối phương tỏ tình với nhau. Đúng rồi. Nãy giờ anh cảm nhận người em rồi, không biết các em cảm nhận anh như thế nào? Thì em gặp anh á thì em thấy anh cũng là trong mẫu người của em, là em thích một người hơi tròn một chút. Khi ôm sẽ có cảm giác hơn, tại vì em hơi gầy á, cao hơn em là được rồi. Thì anh giờ cũng không biết nói gì, thôi anh cũng hát dở lắm. Nhưng mà nhân dịp này anh cũng xin hát tặng em bài Mùa Xuân Đó Có Em. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cõi mai già. Và mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xưa để quên tất cả, dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mộng xuân đã chín đỏ. Bàn tay nên yêu hoa cúc, bàn tay yêu hắc lọt lệ sầu. Rồi hết chương trình. Một giọng ca hết sức là tự tin. Nãy có đem gì tặng bạn gái không? Dạ nãy em có giỏ hoa mà để quên chứ. Dưới nào? Dưới đó. Dưới đó là đâu? Có giỏ hoa tặng bạn gái cũng quên, nó nằm đây nè. Ồ dạ. Trời ơi thiệt. Này, anh có giỏ hoa sẽ tặng em. Em cảm ơn. Em cũng có một món quà muốn tặng anh. Đây là cái món quà mà tự tay em làm. Nó không đẹp lắm nhưng mà em hy vọng anh sẽ thích. Chắc chắn là sẽ thích rồi đó. Mỗi đêm anh ngủ em hy vọng sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh sẽ có những giấc ngủ thật ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Mở ra coi gì mà dễ thương quá vậy. Mời xuống cho tôi coi cá đi. Wow, ngủ ngon nghe. Cảm ơn em. Quá chu đáo. Rất là dễ thương, rất là tỉ mỉ. Chúc anh ngủ ngon, chị nằm xuống ngủ rồi. Đúng rồi, ngủ để mày dễ ngủ lắm. Ngủ trước đó. Ngủ ngon á, gái em ngủ không được đâu. Rồi hai bạn đặt tay sau nút bấm đi, suy nghĩ thật kỹ nha. Để xem hai người có nằm chung cái bao gói đâu. 3 2. Một. Hết thời gian. Rồi, để bấm nó không vô. Quá lò. Bấm nó không vô. Quá lò. Rồi, nắm tay nhau đi các bạn. Nhà đi. Nào, rất đẹp đôi. Okay, 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 okay.
hôn vậy mới hôn. Đúng rồi, nó phải vậy chứ. Đây là những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây là thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản JCB trị giá 1 triệu đồng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hạnh phúc sẽ được nhân đôi nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Sẽ được tặng một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng từ áo cưới Milan. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Đây, quà của bạn. Ôm thật chặt quà và nắm tay thật chặt người yêu. Phải đi đến bến bờ hạnh phúc nha. Rồi, chúc mừng hai bạn. Mình là ở rể. Thì là lúc ban đầu thì nó khác như cái mình mường tượng. Cái người con sẽ kết hôn sẽ là một người không phải gia trưởng, yêu thương con và cả con trai của con và bản thân con cũng vậy. Cái ngoại hình thì trước mắt thì mình nói như vậy, nhưng mà thực tế mình cảm thông, mình hiểu nhau được, nó mới là cái suốt đời và lâu dài được. Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Rồi, chào bạn với chào khán giả. Mình tên là Phạm Quốc Trị, 28 tuổi, đến từ Đồng Tháp, hiện công tác và làm việc tại tỉnh Cà Mau. Nghề gì? Dạ là thương vụ của công ty cổ phần xi măng Tido. Thương vụ là sao bạn? Dạ là phụ trách điều tiết hàng hóa, chăm sóc tất cả các nhà sản phân phối xi măng trong khu vực tỉnh Cà Mau. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, con chào cô Cát Tường, chào chú Quyền Linh. Con tên Trinh, năm nay con 22 tuổi. Con sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk, làm việc ở salon tóc trên quận 1. Người ở Đắk Lắk, người ở Cà Mau, cũng gần quá ha. Con nửa đường rồi đất nước thôi chú. Đúng rồi, nói chứ không có gần xa đâu. Giờ tình yêu cái gì cũng tới trơn á. Thôi, mình nói chút xíu về con đường tình trường của mình đi quốc trị. Dạ, cũng xin thưa là mình đã có gia đình và đã ly hôn được 3 năm. Mình có bé nào không chị? Dạ, có một bé trai năm nay được 4 tuổi mà vợ nuôi và ông bà ngoại nuôi. Vì sao có đứa con 4 tuổi dễ thương vậy mà sao phải... Mình là ở rể. Thì là lúc ban đầu thì nó khác như cái mình mường tượng. Em thực tế em là nghề là thú y. Em mới mở một cửa hàng ra, em vừa bán và em vừa điều trị. Mẹ vợ thì lại là chăn nuôi lâu năm, nên là mẹ cũng biết, nhưng mà mình là theo cái hướng công nghiệp. Tại vì mình thường quản lý chạy heo 200 nái, nhiều kỹ thuật lắm, nhưng mẹ không hiểu. Mà khách hàng lên mua hàng thì mẹ kêu là sử dụng thuốc của mẹ, đừng có sử dụng thuốc đó. Trước mặt khách hàng thì mình đâu có tiếng nói với khách hàng được nữa. Thì thành ra dài thì mình tâm sự với vợ, thì vợ có nhiều học với mẹ. Thì mình là hy sinh ở nhà rồi. Sáng con ăn cơm nước nhà cửa, vợ đi dạy về. Con thì lúc đó chưa được 1 tuổi thì thấy mẹ nó rất là mừng. Vợ mới nói là tôi đi dạy về mệt, ông không biết chữ con nữa hả? Vợ em nói với mẹ, thôi con thôi anh đó, rồi em xách đồ em đi về. Dạ. Chia tay đơn giản vậy đó hả? Dạ. Bạn nữ giới thiệu về mình một chút xíu, hoàn cảnh của mình là như thế nào? Hiện tại thì con có một bé trai 4 tuổi. Ồ vậy hả? Dạ, bọn con chia tay khi con của con khoảng hơn 5 tháng. Là mình đang nuôi con luôn. Cháu thì vẫn ở dưới quê với bà ngoại. Thì thỉnh thoảng thì khoảng 2 tháng đến 3 tháng thì con sẽ về thăm bé một lần. Lý do tại sao mình chia tay? Con là một cô gái nông thôn thì cũng thuần nông lắm. Khi mà bước chân vào Sài Gòn để làm, học tập và sinh sống ở đây thì cái rung động đầu đời của mình đó cô. Lúc đó mới 18 tuổi đúng không? Với lại một phần là vì con cũng hơi thiếu thốn tình cảm gia đình. Khi sống ở xa thì cái rung động đó thì nó hơi là gọi là non nớt. Có thai thì cũng về để hai gia đình cưới sinh. Ảnh là người miền Bắc, còn con là người miền gốc là miền Trung. Cho nên là hai cái phong tục nó khác nhau, thành ra bọn con cũng không cưới nhau được. Thì bọn con vẫn sinh em bé, ba mẹ con vẫn chấp nhận. Thì sinh em bé xong khoảng hơn 5 tháng thì ảnh quen người khác rồi bọn con chia tay. Có nghĩa là ảnh phản bội. Dạ. Ôi, nghe chuyện hai người buồn quá, bây giờ thôi mình xí xóa đi ha. Bây giờ mình đã lỡ một chuyến đò như vậy, mặc dù chưa kết hôn có con rồi, mình gặp bên đây cũng lỡ chuyến đò nữa thì mình có chấp nhận được không? Thì con nghĩ cái chuyện đó nó cũng không có gì là quá khó khăn cả. Còn bạn trai? Em cũng muốn là tìm một người có cái hoàn cảnh như mình để dễ dàng chia sẻ và hiểu nhau hơn. Tại vì mình đã trải qua rồi, bạn cũng trải qua rồi, thì việc gì đi nữa, khó khăn hoặc khuyết điểm này kia, mình cũng dễ phả lấp vào nhau hơn. Bạn nam muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Đơn giản là em chỉ biết người phụ nữ là xem gia đình là số 1 là được rồi. Có chiều cao rồi hay là nước da hay tính tình thế nào? Em thì chiều cao em thì cũng có giới hạn. Bởi vì em cũng không có mong bạn nữ cao hơn mình. Tại vì nam mà em thấy đứng thấp hơn nữ cảm giác hơi bị kỳ. Thật ra cũng chẳng có gì kỳ hết, ăn thua là mình
Yêu thương nhau thôi. Chồng thấp vợ cao cũng nhiều lắm, em không lo điều đó. Bạn nữ thì mình đặt ra cái tiêu chuẩn tìm một người như thế nào? Con thì con muốn tìm một người đàn ông thương yêu gia đình và biết cái cách đối xử giữa gia đình hai bên, và điều đặc biệt là tôn trọng lẫn nhau. Nếu bây giờ tiến tới hôn nhân nữa, em có tính đẻ con nữa không? Có thể thêm là một đứa nữa. Xin chào chú. À, chào con. Bây giờ nếu như bạn nam ở Đồng Tháp muốn đưa về vợ về dưới luôn, làm ăn ở dưới, sinh sống dưới, con thấy được không? Con nghĩ cũng được, tại vì mẹ con dạy con là thiền theo lái, gái theo chồng. Thì xác định để yêu thương một người nào đó thì con nghĩ là về quê ảnh sống hoặc làm dâu, con nghĩ cũng không phải là vấn đề gì khó khăn. Vấn đề gì? Tốt. Dạ. Con có yêu cầu gì không? Con mong rằng là cái người con sẽ kết hôn sẽ là một người không phải gia trưởng, yêu thương con và cả con trai của con và bản thân con cũng vậy. Không có thích tật xấu gì của người đàn ông? Nhậu nhẹt mà hút thuốc sa đà. Chú hỏi lại coi nha. Dạ. À, sao? Hút chị? Dạ. Có hút thuốc uống rượu gì không? Dạ, hồi xưa từng thề với cha là không rồi nhậu không hút thuốc, nhưng mà không nhậu không được. Tại hiện tại thì em cũng làm việc thị trường thì sẽ nhậu, nhưng mà nhậu được cái mình biết kiềm chế. Cô gái có yêu cầu là thương mẹ, thương con trai cô gái luôn. Em sẵn sàng, em mong được ấy, tại vì con em thì chắc chắn em không có nuôi được rồi. Ông bà ngoại thương con quá, em qua thăm cũng khó khăn nữa, nên em cũng muốn mong là đem con về nuôi tốt nữa, mà nhưng mà cũng ráng sinh thêm một đứa nữa. Khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ em thì sớm tốt, tại vì em bị áp lực mấy cửa hàng quá, nói mày mà không có vợ tao không lấy hàng mày nữa. Kỳ vậy. Nhưng mà bạn gái mà đi theo em về rồi còn đem con về nữa thì em kinh tế em có lo đủ cho bạn nổi không? Dạ đủ, em bảo đảm là đủ. Mà em đặc biệt cũng hiểu cái ở rể và em cũng hiểu về cái làm dâu, bởi vì em sẽ hứa là không cần làm dâu. Em tính rồi, tự em mua miếng đất, em tự em cắt cái nhà xong rồi mới tính tới chuyện gia đình. Chuẩn bị cái bước đó tới đâu dạ, rồi? Dạ, chỉ cần là ngày mai em đi về em coi miếng đất rồi cái nếu được là em mua đất em cắt nhà luôn. Rồi, tốt quá. À, nếu như bây giờ mà đem bạn gái về thì em có cho bạn gái đi làm để kiếm tiền phụ em không, hay là bắt bạn gái phải ở nhà nội trợ nuôi con? Dạ không, bạn ấy thích đi làm, đi làm có nghề tóc thì mở muốn tiệm mở tóc. Thì mở tiệm tóc vậy là tốt quá. Bạn nữ bên đây thì rất là dễ thương, chị sẽ cố gắng nha, em cũng phải cố gắng nha. Dạ rồi, mình hỏi kiến người thân coi họ góp ý thế nào nha. Em đi với ai? Dạ ngay em kết nghĩa, đăng ký toàn diện chương trình cho em. Em kết nghĩa hả? Dạ. Dạ con chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường. À, chào em. Con là em của anh Trị, thân như là anh em ruột trong gia đình. Thấy cái quan điểm của chị với quan điểm của anh là khá là giống nhau. Theo nhìn chung về hướng tương lai xa là có thể đi đến với nhau được. Cảm ơn em. Mình có bạn đi với... nữ đi với ai? Dạ có, con đi với bạn thân của con. Rồi bạn thân rồi, luôn. Bạn thân luôn. Con chào cô Cát Tường. Rồi chào con. Con chào chú Hoàng Linh. Em có một câu hỏi vui đối với anh, là anh nói là anh không có thích là bạn gái cao, tại vì mình là con trai mà mình đứng thấp hơn thì cũng kỳ. Vậy nếu như mà bạn của em thật sự là cao hơn anh thì anh tính sao? Cái ngoại hình thì trước mắt thì mình nói như vậy, nhưng mà thực tế á, mình cảm thông, mình hiểu nhau được, nó mới là cái đúng rồi. Suốt đời và lâu dài được. Trai rất là chín chắn. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng hai bạn nên gặp nhau đi. Rồi, các bạn có thể trò chuyện với nhau. Chào anh. Chào em. Em muốn hỏi anh một câu. Tại vì ngày xưa em quen người đó, ước mơ của em là con đường học hành của em bị bỏ dở. Nếu như sau này anh quen em vẫn tiếp tục con đường học hành thì anh nghĩ thế nào? Nếu học nghề thì chắc tất nhiên không luôn. Không học nghề, học lên đại học ạ. Đã chấp nhận, học càng cao càng tốt. Mà quan trọng mình học ra để là mình nghĩ, nếu mà mình nghĩ về gia đình, mình nghĩ về kinh tế, mình nghĩ về con cái thì vấn đề đó là ok. Chứ mình đừng có nghĩ học lên và mình bay xa quá thì cái đó nó lại khác nữa rồi. Nhưng mà cái gì thì cái em vẫn đặt tình cảm lên là hàng đầu. Anh cũng vậy, anh cũng đặt tình cảm lên hàng đầu. Cái bánh anh là đối với phụ nữ thích gì anh chiều đó, giống như đi mua sắm. Anh không thích cái áo đó hiện tại nhưng em thích rồi, em mua, anh vẫn nói áo đẹp, nhưng mà về anh mới nói là anh thấy cái áo đó này kia, chứ là ưu tiên cho phụ nữ hết. Hay quá. Nếu vậy thì tại sao anh không góp ý luôn lúc đó mà phải để về nhà? Lúc đó mình đã thích rồi, vậy mà nếu mà nói không thích rồi thành ra em cũng không vui. Thì mua cái món đồ đó anh không thích, thì nếu anh thương em, lộn, em thương anh thì em ít mặt một cái tí. Vẫn mặt nhưng mà ít mặt một tí. Nếu như mà em có quà mà em quên tặng phụ nữ thì em có ân hận không? Dạ. Cảm ơn em. Ý nghĩa món quà em mở được không ạ? Được. Cái món quà này là 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân năm vừa rồi á. Dạ. Là anh đừng có nói với em là món quà này anh tặng. Không, thấy đẹp quá mà ngay lễ tình nhân nó mua để dành, nào có bạn gái mới tặng.
Nói chung người này lo xa lắm em. Dạ dạ anh lo xa. Thấy cái gì được ý nghĩa là mua cất đó, còn tặng ai chưa biết. Dạ. Thôi mở ra xem. Em mở nhá. Nếu cái đó nó sẽ thiếu một món nữa thì nếu mà lâu dài hơn thì nó sẽ trọn bộ. Cảm ơn anh. Mà ghi chuyền ạ. Rất là đẹp ạ. Vậy hy vọng món quà này em sẽ nhận được cái phần còn lại em đeo vô người. Buổi đầu tiên hẹn hò. Buổi đầu tiên gặp mặt đó thì bạn sẽ bố trí như thế nào? Trên Sài Gòn thực tế chọn điểm khó quá. Bạn gái chỉ chỗ nha. Mình mong là như vậy. Là hẹn tối nay thì em chỉ chỗ, mọi thứ là ai lo? Không, đối với em đi với phụ nữ bất cứ giá nào nha là em phải lo. Hay, cái này hay. Đặt tay vào nút bấm, suy nghĩ thật kỹ. Đây là giờ phút rất là quan trọng, rất là thiêng liêng. 1 2 3. Hết thời gian. Rất là chân thành. Được rồi, nắm tay đi. À, con hơi chậm trong việc bấm nút. Vâng. Chú lo cho em chú. Con cảm nhận anh ấy có một người chân thành. Cho nên là con định bấm nút. Hôn bạn gái kia đi bạn. Nhón lên chút. Em thấy nắm tay là em bị hấp hơn rồi. Không sao đâu mà. Dễ thương mà. Chúng tôi gửi một những chiếc vé xem phim của hệ thống chiếu phim 212 Lý Chiến Thắng và một chiếc thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản như CB trị giá 1.000.000 đồng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Freelance. Và đây, hạnh phúc nhân đôi nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân sẽ nhận được một phần quà, đó chính là một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại áo cưới Milan. Dạ, cảm ơn cô chú ạ. Cố gắng lên nha. Rồi, báo tin vui sớm nha. Dạ. Dạ, điều đầu tiên là em thấy anh mập. Không thôi, mập thì nếu không thích thì em có thể ấm được. Vậy thôi. Em thấy anh hiền, dễ thương. Nếu mà sau này mà anh có tình cảm với một ai đó thì anh có sẵn sàng đợi cho người ta vì một lý do gì đó mà của người ta không? Tình cảm mình đã đủ rồi đó. Thì anh nghĩ là cái vấn đề đó không thành vấn đề. Đây là một thủ tục. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Em chào chị Cát Tường. Cháu chào chú Huyền Linh ạ. Chào và... con. Và chào bạn bên cạnh. Em tên là Đặng Thị Nhị. Năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang làm giáo viên mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em đến từ Long An. Chào mọi người, chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Mình tên là Vũ, mình cũng đến từ Long An. Hiện em đang làm nhân viên văn phòng. Vũ bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 25 tuổi chị. Nhị là 24 đúng không? 24. Nhị con quê Long An, con quê chỗ nào nhị? Con ở Cần Giuộc, ở Tân Tập hả chú? Em? Dạ, ở đâu? Em ở Đức Hòa. Đức Hòa, Cần cũng chung tỉnh Long An như Đức Hòa, Cần Giuộc. Cách xa nhau khoảng 40 km. Em làm cái công việc đi làm cô giáo dạy trẻ đúng không? Dạ đúng rồi. Bao lâu rồi? Dạ năm nay cũng là năm thứ tư rồi. Là kinh nghiệm dữ lắm này, khéo lắm nè, chăm sóc người khác rất tốt đúng không? Mình giới thiệu một xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình để cho bạn trai bên kia nghe luôn. Mọi người mà khi gặp em thì hay nhận xét là em hiền, chịu khó, siêng năng. Với lại em thấy mình là một người sống có trách nhiệm. Em cũng biết nấu ăn. Dạ em cũng biết chơi một số môn thể thao như là nhảy dây, đi bộ, đi xe đạp. Trời ơi. Bạn trai biết chơi thể thao gì không? Dạ biết chị, em biết chơi cầu lông chị. Biết đi bộ không? Dạ em chạy được luôn. Theo bạn thì làm sao đi hợp với bạn? Dạ thì tôn trọng nhau, chia sẻ, quan tâm nhau, hiểu được nỗi khổ của mọi người. Cái khó của bạn là gì? Ví dụ mình hẹn rồi mình có chuyện quan trọng hơn thì bạn cũng phải hiểu thông cảm cho mình chứ. Ngoại hình chiều cao gì có yêu cầu gì không? Cao 1m55 trở lên, em thích tóc dài. Tóc dài. Đặc biệt là nụ cười phải đẹp. Thế nào là nụ cười đẹp? Cười thấy có duyên đẹp là đẹp thôi anh. Bạn làm gì để cho người bạn gái của mình được vui? Bạn nói thử nghe coi. Nói chung là em cũng khá là lãng mạn. Mình đi biển, ngắm biển, rồi đốt nến, ví dụ vậy chị. Đốt nến ngoài biển ha? Dễ gì cháy. Dạ không, mình đốt trên cát chứ anh. Được không? Dạ đốt được anh. Bạn nữ có đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình cần tìm là người như thế nào không? Mẫu người bạn trai của em là cao trên 1m65, nhìn được hiền không? Em dư anh. Dư rồi. Nói chuyện có duyên tí xíu. Hiền, bên đây hiền lắm. Đây có duyên, đẹp trai. Tính trắng. Cũng hơi yếu yếu một chút á. Có ai nói bạn vậy không? Dạ, có không? Ý chí. Chính trắng.
Có chí không? Có chí luôn. Nếu được thì phải biết chơi một môn thể thao. Chơi gì đó, cầu lông gì rồi kìa. Với đi bộ nữa là hai. Biết chơi bánh đũa nữa. Bánh bi bún thùng nữa. Bánh bi bún thùng nữa. Rồi, điểm gì mình không thích? Con trai nóng tính, gia trưởng, hút thuốc, rượu chè bê bói, ở dơ. Có không? Dạ không. Sao bên đây người ta đầy đủ tiêu chuẩn hết trơn. Trời ơi, cái này dựa sao mà té nổi. Rồi mặt dễ thương quá ha. Ba dạ ai cũng nói em vậy chị. Đỡ tốn tiền mua gấu bông. Mà nè, có hút thuốc, có không, rượu chè bê bối gì không? Em không hút thuốc. Nói chung là bia rượu thì cũng có chút chút. Mà có bê bối không? Dạ không. Biết quá vậy sao tôi nghi quá à? Dạ có chị, thấy vậy thôi chứ bên trong nó 100% vậy. Hả? Sao biết men 100%? Dạ thì thử thì biết chị. Mình có tật xấu gì không? Có cái bệnh lâu lâu cũng hay quên cái giọng hơi giống gái hơn cũng đúng rồi. Không, thấy chưa, tôi đâu có nói quan đâu, không có hát được này. Hít đất nổi không? Dạ chắc cũng nổi một cái hai cái gì. Cái gì có một cái hai cái và năm cái nổi không? Lâu lâu bỏ. Không có bỏ, giờ làm năm cái đi rồi tôi gả vợ tôi khỏi hỏi nữa. Năm cái đúng không quý vị? Rồi bây giờ yếu quá sao mà lấy vợ được? Có gì anh đỡ mà nha. Có gì anh đỡ nổi không? Anh đỡ. Một, trời ơi cũng ăn gian dữ. Hai, rồi đi cúi đầu, ba, đó bốn ụp xuống luôn. Năm, trời ơi như lượn sóng vậy đó. Người ta hít đất ta lên đều vậy nè. Ổng lượn lượn lên lượn lượn vậy nè. Lượn gì nó nặng quá nó cũng cúi đầu như nước không. Trời ơi, rồi coi như xong hơi luôn vậy ha. Chị ơi chị làm khó em quá. Bây giờ chắc chửi trong bụng dữ lầm thầm bà Mai này. Còn nữa bắt nhỏ tội nghiệp nhỏ. Đúng không? Dạ không có chị, em hiền đâu có chị. Dễ thương không? Dạ dễ thương. Được rồi, cảm ơn em. Thôi đừng ép bằng trai nữa. Qua bắt đàn gái nhảy dây giờ đó. Dễ thương lắm em. Trời ơi, khỏe lắm. Người này là em trong nhà chuyện nặng để ảnh lo hết. Đất 5 cái. Đàn gái nhảy dây được 5 cái không? Dạ hơn á chú. Anh này dễ thương lắm. Nói chung hai người đứng nhau cũng cỡ 9-10 á. 9-10 Đàn trai đẹp trai lắm nha. Trai. Chắc chắn xứng con, xứng. Chú thấy xứng đó. Mặt hai người có nét giống giống nhau luôn á. Dân miền Tây ăn dễ thương hết trơn á. Con có tật xấu gì không? Con hơi kỹ tính, hay cầm ràm. Cầm ràm, ông khó chịu lắm, con bỏ bớt nó đi ha. Còn tật xấu gì nữa? Con hay thức khuya. Thức khuya không có tốt, thức khuya ốm nữa đó nha con. Dạ. Gái thức khuya vậy da mặt không có đẹp. Đúng rồi, không có đẹp. Hay buồn, hay giận. Ừ. Được rồi. Bạn rồi, gái bây giờ mình hỏi người thân đi. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em có đi với bạn thân với là em họ của em. Xin chào bà. Chào em. Xin dễ thương và quý khán giả. Em là Thị Linh, em họ của chị. Em thấy anh thì mập mạp, cũng mỉm, dễ thương. Được á chị. Em thấy được hả? Dạ. Cảm ơn em. Bạn trai, đi với ai? Dạ hôm nay em đi với bác em, với cô, với lại bạn thân của em. Bác đi ha. Rồi. Xin chào hai MC. Nè, cũng chào con ha. Vũ là rất là hiền, thật sự là nó rủ là con một. Ví dụ cô muốn hỏi thật nè, nếu mà sau này mà tụi con mà có đến với nhau được á, con có chấp nhận làm dâu hay không? Dạ nếu mà tình cảm của con thật sự có với bạn thì con nghĩ con sẽ về con. Tại vì cô thấy con cũng xinh gái, cũng mà dễ cảm thương cô. Thì Vũ của cô thì cũng phải là câu khen gì mà đó là một đứa cháu rất là cũng là dễ thương mà rất là hiền. Thì đang có công việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà quê gốc là Long An, còn bố mẹ chỉ có một mình Vũ thôi. Thành ra thì cô cũng ngại. Thí dụ như sau này mà có nhiều cô bé đến mà thí dụ không có chịu dứt khoát là Vũ cũng đường cùng cuối cùng là Vũ cũng phải về quê để chăm sóc ông bà, tại vì ruộng nương của ông bà với cũng để lại. Thành ra là cô cũng hỏi thẳng con là như vậy. Cô cũng mong rằng hai đứa thì cũng làm quen với nhau bước đầu. Sau đó thì tụi con cũng một Long An thì cô cũng nghĩ là mấy chục cây thì cũng không thành vấn đề. Mà cô nhìn con thì cũng có nét rất là hiền. Điều đó cô cũng mừng trong bụng lắm à. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Đức quà thì ngon lắm à. Ngon lắm có nha. Ba gãy cánh thôi anh. Vấn đề quan trọng là gặp hai mặt đứa nhau, thôi, gặp nhau thôi. Cảm nhận như thế nào rồi mới biết ha. Có về quê hay không, chuyện nói chuyện nhỏ. Yêu quê tới đâu cũng đi đúng không em? Dạ. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp nhau lên. Đi. Kéo màn. Con một. Đừng có rung nha con. Em cảm ơn quà. Con nãy giờ ngồi rung quá à. Em cảm ơn quà tổng. Cho mình. Em thấy anh sao? Dạ, điều đầu tiên là em thấy anh mập. Không sao, mập thì nếu em không thích thì anh có thể ốm được. Dễ thôi. Em thấy anh hiền, dễ thương. Nếu mà sau này mà anh có tình cảm với một ai đó thì anh có sẵn sàng đợi chờ người ta vì một lý do gì đó mà của người ta không? Tình cảm mình đủ rồi đó. Thì anh nghĩ là
cái vấn đề đó không thành vấn đề. Em muốn hỏi là anh có hay đi tập thể dục không? Lúc trước thì anh hay chơi đi đánh cầu lông lắm. Giờ thì cũng đi làm công việc nhiều á. Giờ rồi cầu lông đánh anh. Không, hít đất 5 cái đó em được mà. Dạ. Dạ nếu mà anh rảnh thì em với anh hẹn nhau đi đánh cầu lông hoặc là đi tập thể dục. Tại vì em cũng rất là thích tập thể dục. Chết rồi. Sao đấy? Nhiều đó mà hết. Thôi hẹn hò sao cứ... Dạ, thì nãy bạn mới rủ hẹn đi đánh cầu lông rồi. Trời ơi. Anh có biết chạy xe đạp không? Thôi. Dạ. Anh có biết thích đạp mà anh không có sức. Đề xuất đó, lãng mạn đó. Tại vì em rất là thích đi xe đạp. Nếu có thể thì anh có thể chở em đi lòng vòng thành phố cũng được. Dạ, cũng được. Nổi không anh? Dạ không nổi thì bạn chở em. Thôi quá bỏ đi cưng nha. Em cảm nhận bạn trai như thế nào? Anh hiền. Quá hiền luôn. Dễ thương. Quá dễ thương. Vui vẻ. Quá vui vẻ. Dạ. Thấy có thể tiến xa hơn được không? Quá có thể. Ưng cái bụng không? Dạ, có điều hơi mập. Cái bụng hơi mập. Dạ, anh nói rồi, anh ốm được và em yên tâm. Ừ. Rồi, để tay vào nút bấm. Mời đóng phim được không? Dạ được anh. Giai bùa kiểm. Phải chấm thêm cái mục ruồi nữa. Đây là giờ phút quan trọng. Bao nhiêu người đang theo dõi chương trình, đang chứng kiến của mình ngay tại đây. Một. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Ôi, có rồi. Tháo nút của ta luôn rồi. Bấm dở cái nút ra luôn rồi. Còn hai bạn nha, dễ thương lắm. Nắm tay nhau nào. Dễ thương mấy gì đâu. Không, không có hung mới được. Quy định của anh Linh này là phải hung. Phải hung. Dạ thôi được rồi chú. Vậy con đồng ý hẹn hò để làm gì? Dạ cái đó từ từ. Không có được. Bây giờ ấy, giữa cái không bấm với lại hung con chọn cái nào? Dạ không bấm. Ở trên đây gặp chưa cũng chưa nói được cái gì hết nên là quan điểm con vậy là sai. Sai rồi. Bất kỳ ai lên đây họ đều hướng tới một cái điều tốt đẹp, hướng tới hạnh phúc xa. Mình đã đồng ý chấp nhận bấm nút rồi. Nếu con quan điểm như thế là sai. Con nói như vậy sẽ làm buồn lòng người đối diện con à. Đấy, con một cô giáo, mình phải nói thế nào để cho người đối diện ta vui chứ con. Nào, đây là một thủ tục. Đây, gửi tặng các bạn những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây là thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản như CV, trị giá 1 triệu đồng. Gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, hạnh phúc nhân đôi khi hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ nhận được một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại áo cưới Milan. Chúc mừng hai bạn. Ủa cái tiệm cháo lòng mình quy mô đông khách nhất rồi chứ, được bao nhiêu khách em? Dạ 80 người chị. Wow, vậy là to lắm à. Màu da với cân nặng thì cũng không quan trọng lắm, cứ màu cháo lòng cũng được ha. Dạ không chị ơi, em bán đến khi nào em xây nhà xong rồi em về Bình Dương em ở em, tại em cũng xây phòng trọ gì đó chị, kinh doanh phòng trọ. Ồ, quản lý phòng trọ là... được ha. Dạ ổn định nha. Dạ theo chồng được đúng không? Dạ được. Được rồi, đôi đầu tiên đã thành công rồi, chúng ta sẽ tiếp nối niềm vui đó với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hả Màng. Mời bạn nam. Wow. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả. Em tên Nguyễn Xuân Kỳ, năm em 26 tuổi. Quê em ở Hà Tây, em vào Sài Gòn được 15 năm rồi. Hiện công việc em đang làm là em có quán cháo lòng ở Gò Vấp. Cháo lòng? Dạ. Bạn nấu luôn? Dạ. Hay quá. Chúc cho địa chỉ ăn nha. Dạ. Ăn cháo lòng không em? Xuân Kỳ, 26 tuổi, bán cháo lòng. À, rồi em giới thiệu mình trước đi đã. Dạ, em tên là Phạm Thị Xuân, em quê ở Nam Định. Và hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên trong công ty Mai. Em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 25 tuổi. 25 tuổi. Rồi đó giờ có ăn cháo lòng chưa? Dạ có. Có thích cháo lòng thành phố không? Dạ có. Ngon, cháo lòng ngon, bây giờ quẩy đó ha. À, em làm công việc giờ hành chánh đúng không? Dạ đôi khi có tăng ca một xíu. À, lúc rảnh phụ bán cháo lòng được không? Dạ được chứ. Được ha. Em cũng thích kinh doanh nữa. À.
Ủa cái tiệm cháo lòng mình quy mô đông khách nhất rồi, chứa được bao nhiêu khách em? Dạ 80 người chị. Wow, vậy là to lắm à. Được ạ. Có nhiều nhân viên phụ không? Dạ bây giờ thì chỉ có một thôi, tại bây giờ khó khăn rồi chị. À dạ. Rồi mai mốt có bạn gái phụ không có lấy lương chịu không? Là chịu chứ. Chịu chứ. Mỗi ngày trả lương 3 tô cháo lòng. Không, em nghĩ chắc phải 5 tô. Ăn gì dữ vậy? 10 tô cũng được chị ơi. Rồi thôi được rồi, về làm bà chủ quán cháo lòng luôn ha. Bạn dạ. Bán cháo lòng thì có đôi khi có nhiều cô nữ ra ăn cháo lòng ha. Có khi nào rồi có cảm mến với ông chủ hàng cháo không? Dạ không, thường thường đến quán ăn toàn đi cặp đôi không à anh ơi. Dạ. À, dạ. Có trải qua mối tình nào chưa? Là có một mối tình cách đây 3 năm rồi. Sao lý do chia tay? Quê của bạn ấy ở ngoài Bắc thì bạn ấy vào trong này làm việc. Khi tụi em yêu nhau thì gia đình bạn ấy nói vì hoàn cảnh địa lý xa xôi cách trở quá nên không cho quen. Rồi, bạn gái thì sao? Mình có trải qua mối tình nào chưa? Dạ, em thì chưa trải qua mối tình nào và cũng chưa yêu ai hết. Chưa yêu ai hết? Dạ. Vậy là chưa được nắm tay? Dạ. Ôi dồi ôi, thích quá. Thôi thôi làm. Làm như bạn bên đây vậy. Bạn bên đây chưa thích, bạn mới thích rồi. Thì người ta làm mai mối, người ta thấy vậy người ta cũng thích dùm cho bạn trai. Bạn bên đây cười chúng chiếm. Nhớ cho địa chỉ cháo lòng tôi tới ăn miễn phí nha. Dạ, dạ. Rồi nhớ đó. À, bây giờ mình đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình cần tìm là người thế nào mình. Em thì không có cần người đẹp trai lắm. Yêu cầu là cao hơn em một xíu. Là cao 1m60 trở lên. Không được ổn định. Mét mấy? 1m60 trở lên. Dạ 1m66 chị ơi. Được, được có. Ha. Dạ. Gì nữa không em? Em không thích người da trưởng, khoe khoang. Không thích người ăn mặc quá lè loẹt. Không lẽ bán cháo lòng mà bận đồ hát cả hát hả? Em bận thường thường, mình buôn bán mình bận đồ gì em? Dạ em mặc đơn giản lắm chị ơi. Áo thun với quần ngố à. Ờ. Dép Lào. Dép Lào. Dạ. Vậy được chưa? Dạ được rồi. Được ha. À, mình có ưu điểm khuyết điểm gì không? Em biết thêu thùa may giá. Còn khuyết điểm thì em vẫn còn một phần của người Bắc nữa nên em nấu ăn hơi bị mặn một chút xíu. Mốt đừng có nêm nồi cháo nha. Dạ. Ba nêm ta bán đắt rồi, đừng có về là nêm nêm. Dạ. Mất công lắm à. Rồi bạn trai. Bạn trai. Bạn tìm một cái người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Nói về tính cách thì biết lễ phép với người lớn, không đua đòi xe xua. Là cao thì khoảng 1m55 là được. Màu da với cân nặng thì cũng không quan trọng lắm, cứ màu cháo lòng cũng được ha. Không thích bạn gái đi chơi về khuya, đi những nơi ồn ào. 26 tuổi trẻ măng mà không thích ồn ào hả? Bị mắc bệnh của người lớn tuổi hay sao? Em không có đi đâu mấy. Rồi đi với em rồi về khuya được không? Dạ em cũng không có về khuya được. Rồi thường em bán tiệm cháo lòng là mấy giờ đóng cửa? Dạ em bán đến trưa 12 rưỡi nghỉ rồi chị. Rồi cái là đi chơi phải về sớm. Dạ em tại em dậy sớm lắm, 3 giờ em dậy. À hiểu rồi, hiểu rồi. Làm mà bán cháo lòng đẹp trai quá vậy ta. Vậy rồi phải có mấy cô nào mê chứ. Sao nó thay thiệt bán đi. Bán cháo lòng mà mặc hủ tiếu á. Khai thiệt đi. Ừ, có cô nào đang để ý không? Dạ em không biết nữa, không biết có ai để ý không. Mà em có để ý ai không? Dạ không. Chắc chắn nha. Có mấy cô bán hủ tiếu kia mà có đi. Là chắc chắn không có ai. Nhưng mà mình có cái nãy giờ mình chưa có nói về cái ưu điểm khuyết điểm của mình á. Khuyết điểm của em thì là hay quên lắm vậy. Rồi không có được lãng mạn. Tắm cũng lâu, ăn vặt nhiều. Mỗi lần vào tắm tới cả 30 phút thôi chị. À để cho nó bay bớt mùi trong lòng đó, phải không? Ưu điểm của em thì là biết nấu ăn, cũng quan tâm tới mọi người. Em không có hút thuốc, không uống rượu, không uống bia, không có, nói chung không có dính đến tứ đổ tường. Tốt, quá tốt. Nói bán trong lòng cũng phải lãng mạn chứ. Bữa nào sinh nhật cổ xong mình để hoa hồng đầy cái nồi cháo lòng hết trơn. Hoa là sinh nhật cổ đã thấy cổ dễ lòng. Đãi cháo lòng không, để trên bàn hoa đủ thứ hoa, mời em ra ăn cháo lòng. Trời ơi, thí dụ vậy. Không, cặp này tôi thấy được rồi đó. Tôi là ưng ý ăn cháo lòng này rồi nè. Trời ơi, đẹp trai lắm á. Anh xem, anh xem. Trời. Trời em, dễ thương quá. Anh ấy là một chàng trai mà anh rất là tin tưởng. Nhìn trẻ trung lắm em, nhìn như hot boy vậy đó. Ừ. Ha. Không ăn chơi, không thuốc, không uống rượu hết trơn á. Nếu một cái người bình thường là cũng nghi vấn lắm. Dạ. Nhưng mà anh này thì anh thấy đảm bảo. Men. Rất là men. Chuẩn men đấy. Dạ. Hiền lành nữa. Em không thích gì người đàn ông không? Em không thích người gia trưởng là khoe khoang. Em có gia trưởng không em? Dạ không anh ơi. Được rồi, nãy chiều bán cháo lòng là anh thấy được rồi đó. Khỏe. Thôi bán cháo này nếu mà đông khách lời lắm em. Lời lắm đó. Dạ. Tô cháo vốn có 2.000, bán 20.000 là 18.000. Nói chơi thôi. Được rồi đó. Nhưng mà bây giờ lấy nhau về mà công việc ảnh vất vả quá, 3 giờ khuya phải dậy rồi. Ví dụ ảnh yêu cầu em nghỉ việc luôn về đặng mình khuếch trương cái tiệm cháo lên cho nó lớn á, em chịu không? Dạ không chị ơi, em bán đến khi nào em xây nhà xong rồi em về Bình Dương em ở. Em tại em cũng xây phòng trọ gì đó chị, kinh doanh phòng trọ. Ồ, quản lý phòng trọ là... được ha. Dạ. Ổn định nha. Dạ. Theo chồng được đúng không? Dạ được. Được rồi. Cưới luôn đi.
Được á. Về khuất trương về xây nhà trọ bán cho lòng ở nhà trọ giờ... luôn, ép ta ăn luôn. Hỏi người thân mình đi theo đi để tin lời ông mai bà mối. Em có đi chung với chị của em ạ. À? Em xin chào mọi người ạ. À. Em thấy bạn nam này chín chắn và hợp với em gái em ạ. À. Hợp chỗ nào vậy chị? Thì tính cách rất là hợp, này. Hiền và không uống rượu, không hút thuốc và chăm chỉ. À. Nói gì em chị? Em trai đi. Nói với chị. Dạ, cảm ơn chị. Nếu em quen bạn gái bên cạnh, em hứa sẽ chăm sóc và không để cho bạn ấy phải buồn nhiều. Mời chị đến ăn cháo lòng đi em. Nói đi, chị luôn nói đi chị luôn. Dạ, mời chị hôm lúc nào rảnh thì đến số nhà 79 Lê Đức Thọ, phường 17 Gò Vấp ghé ăn cháo không biết chỗ. Cảm ơn. Bạn trai có đi với ai không? Dạ, em đi với chị họ em và hai người bạn thân của em ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Dạ chào chị. Thấy em gái nhìn rất là hiền lành, rất là dễ thương. Em thấy hợp với em trai em. Bởi vì thực ra em trai em thì ở nhà là một người rất là hiếu thảo, kính trên nhường dưới và mẫu mực lắm, chăm chỉ lắm. Và rất là được lòng tất cả mọi người. Chỉ có điều là không được lãng mạn lắm đấy ạ. Nhưng mà em rất là quan tâm và rất là chu đáo. Vậy tốt. Chị khỏi nói thì Linh cũng nhận ra điều đó. Dạ. Đây là một chàng trai mà cũng thuộc dạng kiếm quý một chàng trai đó. Trẻ như vậy mà chí thú làm ăn là hiện thời buổi này rất khó. Dạ. Ai, thôi kéo màn lên cho hai người gặp nhau. Hai bạn sẽ gặp nhau nha. Hai bắt đầu. Chào em. Chào anh. Có quà tặng. Cảm ơn anh. Em cảm nhận với anh thế nào? Như chị em nói là cũng hiền, chân thành, thẳng thắn. Khen đẹp trai không? Dạ cũng bình thường thôi ạ. Em thì em không thích khen quá như vậy, tốt nhất mình khen bình thường là được rồi, không để người ta cũng vui mừng quá. Mà thấy đẹp trai cứ nói đẹp trai, không có gì đâu mà ngại. Anh thấy đẹp trai đó. Ngày cuối tuần rảnh thì em thường làm gì? Chiều chiều thì em hay đi uống nước với bạn bè. Còn anh? Anh thì cứ ở nhà không à. Lâu lâu bạn gọi đi uống cà phê hay đi ăn vặt thì đi, còn đâu không ở nhà không. Bạn trai thấy bạn gái như thế nào? Mình có rung động gì chút xíu nào không? Là bạn gái dễ thương, thấy run run rồi anh ơi. Thấy run run rồi đúng không? Run run là được rồi. Nếu chúng ta đến với nhau thì em thích có mấy đứa em không? Thì em thích hai thôi, gái hay trai không quan trọng. Anh cũng nghĩ vậy, tại vì con cái là do trời cho thôi, thì cho cái gì là cũng mình cũng quý cái đó rồi. Nếu chúng ta đến được với nhau thì em có dậy sớm để làm hàng được cùng với anh không? Em thì dậy sớm nhất chắc khoảng 5 giờ thôi, chứ không để dậy sớm được lúc 3 giờ. Không, khi dậy sớm thì chắc cũng mấy tháng nữa là cũng hết rồi. Xong công trình thì cũng anh cũng phải chuyển về đó nhờ rồi. Đến lúc đó thì thời gian cũng rảnh nhiều, thời gian tìm hiểu nhau thì cũng nhiều hơn. Bạn nam hát bài hát gì tỏ tình lãng mạn tặng bạn gái đi. Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào, ngồi bên em thời gian trôi quá mau, những yêu thương phút giây này anh vẫn mong đừng là giấc mơ. Cảm nhận thế nào? Em thấy bạn hát cũng được, không nên nói tồi lắm. Không nên nói tồi lắm. Có thời gian. Rồi, suy nghĩ thật kỹ, đây là giây phút rất quan trọng. Mình trao đổi để mình cảm nhận coi mình có cảm xúc, có rung động với người đối diện của mình hay không. Đây là giây phút thiêng liêng và quan trọng. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Một cái kết rất đẹp. Nào, nắm tay nhau. Xứng đôi ha. Hôn nhau. Hôn đi bạn. Thôi có để sau đi ạ. Không có sau. Xuất sắc. Được không? Là được. Thơm không? Là thơm. Có mùi cháo lòng không? Hiện tại thì chắc là không hay sao. Tắm nửa tiếng lận tẩy hết rồi. Chàng trai rất là dễ thương ha. Một cái người mà có ý chí á. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ gặp lại các bạn một ngày sớm với một tấm thiệp mời và cái sự phát triển về kinh tế trong gia đình. Đây là những chiếc vé xem phim tại hệ thống cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Và đây là một thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản trị giá 1 triệu đồng JCB tặng các bạn. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax.
Hạnh phúc sẽ nhân đôi nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, thì sẽ được nhận một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ áo cưới Milan. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Cát Tường và anh Quyền Linh xin báo một tin vui nữa. Đó chính là đã diễn ra một đám cưới thật là long trọng giữa cặp đôi cô giáo dạy tiếng Anh và một anh chàng tranh thủ vừa học tiếng Anh vừa hẹn hò, Năng Hậu và Anh Thư. Như vậy là rất nhiều cặp đôi đã tiến đến hôn nhân khi họ đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hai cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Thôi đi bạn, mình sẽ giới thiệu sơ sơ để đối phương cảm nhận được ha. Em tên là gì? Em tên là Vi Thị Nhỏ Duyên ạ. Vi Thị Nhỏ Duyên. Nhỏ Duyên. Vâng. Wow, tên đặc biệt quá. Duyên này rất nhỏ nha quý vị. Rồi, em bao nhiêu tuổi mình? Em 23 tuổi ạ. Quê em ở Lạng Sơn, hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Công việc của em là trợ lý của diễn viên ạ. Bạn trợ lý của diễn viên nào? Chị Nhã Phương ạ. Chị Nhã Phương. Dạ. Mà xinh như vậy cũng nhiều người ngắm nghía. Vậy lý do tại sao bạn đến với chương trình này? Em muốn cho mình một cơ hội mà hỏi chị Phương. Chị Phương kêu là chị khuyến khích đi, chị muốn em đi chương trình này để có người yêu. Dạ, mấy chị em trong nhà làm hồ sơ cho em gửi đi chương trình ạ. Rồi, mời bên kia giới thiệu. Em tên là Nguyễn Anh Tú, năm nay 26 tuổi. Hiện tại đang làm trợ lý giám đốc cho một công ty luật. Em học luật ra hả? Em không. Ủa? Không luật ra sao làm trợ lý giám đốc về luật? Không, tức là em cứ đi theo tổng giám đốc sai gì làm đấy. Thôi mình nói chút xíu về đường tình duyên của mình. Sao lận đận có mặt ở đây bạn Nhỏ Duyên? Dạ, tại vì là em chưa thấy ai thích hợp với em. Nên là bây giờ ấy. Chưa có mối tình nào hả? Chưa ạ. Chưa luôn. Vâng. Những điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, chăm chỉ, nấu ăn cũng được. À, nấu ăn món gì ngon nhất? Món gà... gà luộc. Món nó ngon đấy. Trời ơi, gà luộc cũng khó luộc. Gà kho nghệ. Lên. Gà kho nghệ. Gà kho nghệ. Vâng. Dạ, món nó cũng ngon rồi ha. Rồi, còn những cái điểm yếu của mình? Hay cằn nhằn, tự kỷ. Tự kỷ là sao em? Hay nghĩ, suy nghĩ linh tinh ạ. Đi làm một mình, cứ ăn cơm. Cái đó đâu phải gọi tự kỷ. Dạ. Tự kỷ là mình làm cái chuyện gì nó hơi bất bình thường chút xíu, mà một mình làm hoài mới tự kỷ. Ví dụ như ngồi nói chuyện mình hay là ngồi gì đó, cái gì đó. Ngồi nói chuyện mình là mệt rồi đó chứ không phải tự kỷ đâu. Nên là em biết sao rồi nhá. Em nghĩ em là người lãng mạn. Ồ, hay là cái này được á. Nói chung là mình nghĩ ra được nhiều cái khung cảnh, nhiều cái tình huống này. Rồi bây giờ bạn thử nghĩ một cảnh đầu tiên, nếu như bạn gái bên kia đồng ý hẹn hò với bạn lần đầu tiên thì mình tạo ra không khí, không gian như thế nào là lãng mạn. Xem thử là bạn lãng mạn tới nào. Giờ chắc là em chưa nghĩ ra. Trời ơi. Vậy mà nói ưu điểm là lãng mạn, người ta phải nghĩ ra liền. Lần đầu hẹn hò, mình hẹn bữa nào trưa thiệt nắng chang chang lúc 12 giờ trưa đó, ở giữa đường quốc lộ vậy, thí dụ vậy. Bây giờ mình sẽ tìm một người bạn gái như thế nào? Cả về bên ngoại, tức là ngoại hình và nội thất. Nội thất là sao bạn? Không, không phải nội thất mà là nội tâm ấy ạ. Nội thất là nội thất, hai cái nó không liên quan gì. Giờ ngoại hình sao nè? Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Cơ bản ngoại hình thì em muốn là bạn ý thức việc làm đẹp. Nói chung là mình cũng biết trang điểm một chút xíu, ra ngoài đường mình thích. Ví dụ như bây giờ bạn nữ mình đi sửa sắc đẹp, ví dụ như đi tăng trưởng vòng 1 hay là cắt mắt, sửa nâng mũi, gọt cằm gì đó, bạn cho không? Em nghĩ về cái đó thì có thể là cả hai cùng đi. Ủa, bạn cũng muốn nâng vòng 1 luôn hay sao? Không, khi vòng 1 thì có thể là em tự khắc phục được, nhưng có vài cái về khuyết điểm ở trên khuôn mặt em cũng muốn sửa chẳng hạn. À, coi như là đồng ý với sự chỉnh sửa đúng không? Miễn là đẹp là được đúng không? Quan trọng bạn ý không sợ đau. Rồi, thoải mái quá. Mình muốn chọn cái mẫu người như thế nào? Dễ thương như anh Quyền Linh ạ. Vâng, rồi là sạch sẽ, rồi là biết quan tâm chăm sóc. Ủa, bộ đàn ông ở dơ lắm, sao lại còn sạch sẽ? Cái điều gì mình không thích ở người bạn trai? Không chơi bời nhiều ạ. Chơi bời là sao? Chơi bời đi là... chơi là quên hết cả người yêu. À. Vâng. Có chơi bời nhiều không? Cũng chơi nhưng em không bời. Đúng rồi. Bạn trai nãy bạn chưa nói rõ là ngoại hình bạn cần như thế nào, nên qua xem có được hay không? Cụ thể đi chứ gì ngoại hình, nội thất gì mà nghe nó không cụ thể. Thì cái nhất giá nhì ra thứ ba khuôn mặt thôi ạ. Còn 1m63, 65. 63, 65. Rồi, còn gì nữa? Nhiều đó rồi hả? Nhiều đó quá trời, nhất dáng nhiều da. Thứ ba gương mặt cao 1m63, 65.
bạn không thích gì ở người phụ nữ? Đấy là người phụ nữ không tâm lý, không có sự thông cảm ý. Tức là mình nói rất là nhiều nhưng không đúng thời điểm, khiến cho người bạn trai hoặc người chồng của mình rất là áp lực. Vậy là cằn nhằn đó đúng không? Vâng, kiểu như thế. Rồi kiểu vậy để tôi qua tôi xem mặt bên kia coi thế nào. Đây cằn nhằn đúng rồi, nhức dáng gì da. Thưa, ồ chào em, rất là xinh đẹp. Nhức dáng gì da, dáng cũng được. Ừ, da cũng đẹp, gương mặt cũng xinh. Cao nhiêu kìa em? Trợ lý Nhã Phương mà. Không, còn anh là trợ lý Trường Giang nè. Được không? Được ạ. Con miếng quá dính luôn. Hả? Dạ. Rồi, bây giờ 1m63 trở lên. Sao mấy? Em 59. Rồi sao? Rồi sao? Em ơi, trai ơi, đây có 59 rồi sao? Ok, khắc phục được bằng giày cao gót mà anh. À, có dài thêm ha. Em thích một cái chàng trai giống nghệ sĩ nào không? Nói cụ thể cho dễ hiểu. Em thích vợ chồng của Hioli ạ. Ly chén muỗng gì mình kia giống Ly không? Để hồi bên kia em hỏi coi giống anh không nha. Dạ. Rồi vậy được, bên đây đàn trai rất là hiền, dễ thương, nhẹ nhàng, quyến rũ nữa. Bển có đẹp không mà sao yêu cầu cao quá vậy? Bên đây quyến rũ lắm mà, qua xem đi biết. Sao em muốn sao? Em chỉ cần tốt lên. Ôi đây nè, anh bên này anh đòi hỏi quá cao luôn nè. Chào chị. Xí xí, ủa bạn cái này tóc giả hay tóc thiệt vậy? Tự nhiên thấy cái máy nó che như này, mình tưởng thường thường hay mấy anh giờ thiếu tóc phía trước cái hay gắn nguyên cái máy vô á, mình tưởng đâu gắn cái máy vô. Bây giờ này còn trẻ thì mình phải hỏi chứ. Em để thế để chị vuốt tóc em. Thôi bây giờ nè, bao nhiêu lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? Thực ra thì em kỳ vọng là năm sau. Có sớm quá không? Tự nhiên em bị khao khát điều đó. Vậy em khao khát có đam mê là được. Em cứ nghĩ là bạn ấy cứ trải nghiệm em đi. Trời ơi, trải nghiệm gì trời? Trải nghiệm luôn gớm đi. Trải nghiệm em là trải nghiệm sao? Thì mình cứ thử đi, thử ăn uống, nói chuyện, là nếu mà cảm thấy hợp nhau thì mình chứ em cũng đâu bắt bạn ấy phải là của em luôn đâu. Dùng từ cũng hay quá ha, trải nghiệm thử em trải đi nghiệm. Được á. Có ai thử trải nghiệm thôi không ta? Được rồi. Em có tật xấu gì không em trai? Hay quên. Hay quên. Rồi gì nữa? Tức là em đang quên hết cả tật xấu của em rồi. Trời ơi. Thôi bây giờ hỏi ý người thân nữa coi sao nha. Hôm nay em có đi với ai không? Hôm nay em đi với cả em gái của chị Nhã Phương, em dâu nữa, và em trai chị Phương em nữa. Em gái, em dâu, em trai đâu? Em gái của Nhã Phương, em dâu, em trai đâu? Dạ. Thôi chào các bạn. Đừng có nói đi chung với bạn trai Nhã Phương nữa nha. Nhìn có không nha. Dạ, em chào chị. Em tên gì? Dạ, em là Phương Anh. Phương Anh là em của Nhã Phương á hả? Dạ. Hèn chi là cũng có nét giống, đúng không? Vâng. Em nhìn thấy bạn trai bên kia như thế nào? Cũng rất là dễ thương. Mong bạn nam sẽ cho duyên cảm thấy là hạnh phúc, vui vẻ. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn trai mình có đi với ai không? Dạ, em có đi với người anh của em là anh Đồng Hương ạ. Đồng Hương rồi, chào anh. Dạ. Đồng Hương. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Và các bạn khán giả. Tú ơi, em là người rất là may mắn ngày hôm nay đó. Đó. Tại chưa? Sao vậy anh? Rất là xinh, tên là nhỏ Duyên mà Duyên không hề nhỏ. Thấy chưa? Nôn nao chưa? Hay cho trẻ không bạn trẻ gặp nhau rồi. Kéo mà. Kéo mà. Đấy. Chào em. Thì hôm nay là nhân chương trình bạn mua hẹn hò thì anh muốn tặng em món quà quê hương anh. Anh quê ở làng Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội ấy. Là làng gốm. Thì cũng qua chương trình thì giới thiệu sản phẩm luôn. Đây là sản phẩm bộ ấm chén của quê hương em. Hôm nay đi là đi tìm người yêu hay đi quảng cáo? Thì hôm nay thì nhìn thẳng mặt bạn gái kìa. Em xin đọc một đoạn rap được không ạ? Dù ông già Noel công an cho anh xe hơi, hay ông già Noel công an cho anh máy bay trên trời, thì đó đâu phải là hạnh phúc đâu người ơi. Anh chỉ cần em mà thôi. Anh nói gì vậy? Em dịch cho anh nghe coi. Anh không hiểu tiếng Anh. Em hát sao mà hát tiếng Việt mà anh lên nghe ra tiếng Anh luôn kìa. Dạ. Anh tưởng nó hát tiếng Anh. Anh chỉ cần ông già Noel mang em đến cho anh là được rồi. Đại khái nội dung vậy đúng không? Dạ. Còn em cần gì? Ô tô, xe hơi, máy bay hay là... Anh ấy? Em chỉ cần anh ấy yêu em. Quan tâm đến mọi người xung quanh ạ. Dạ. Mở món quà để xem có cái gì ý nghĩa coi. Đặc biệt ở quê ảnh của em. Trời đẹp quá ha. Rồi hai người ngồi đứng hoài. Bây giờ cảm nhận bạn gái thế nào? Em thì em cảm nhận từ cái bên trong chứ. Quan trọng cái bên trong không vậy ta? Không phải cảm nhận bên trong trước, mà thực sự thì em nghe về công việc của bạn ý, em lại thích công việc của bạn ý. Em cũng làm trợ lý, thì không phải là trợ lý bên nghệ thuật, thì em cũng hiểu đặc điểm công việc. Thì em nghĩ là cái vấn đề đó em phải thông cảm được.
Em thấy bạn ấy cũng rất là dễ thương ạ. Muốn hẹn hò với bạn ấy. Bạn gái cảm giác bạn trai cảm nhận gì bạn trai thế nào? Dạ, em thấy bạn ấy cũng có nhiều điểm giống em, hay ngại và hay quên, nhưng mà em thấy cũng dễ thương. Một tuần liệu mình có thể gặp nhau mấy lần nhé? Nếu mà thời gian rảnh thì lúc nào cũng được ạ. Thì anh muốn kết hôn vào mùa lạnh năm sau tại Hà Nội. Bạn tìm hiểu rồi. Bạn có thích kết hôn vào mùa lạnh không? Hay là thích kết hôn vào mùa nắng? Mùa nắng ạ. Mùa nắng thấy chưa? Chết quốc à. Bên đây thích mùa lạnh chứ thích mùa nắng. Em cho anh một cơ hội tìm hiểu nhé. Nói một cái gì tận đáy lòng của mình nãy giờ. Phải sao người ta mới cho chứ tự nhiên đâu vô sinh khơi khơi. Anh rất muốn hẹn hò với em. Nói chung là em hơi bị run. Lần đầu làm chuyện đấy. Nãy giờ thấy em xinh quá, nụ cười của em quyến rũ quá. Mình phải cảm nhận từ trái tim của mình chứ gì cứ gặp em với anh với em hẹn hò nha. Đấy bây giờ nói đi, nói từ đấy lòng của mình suy nghĩ cái gì về cô gái nãy giờ. Anh thấy em rất là dễ thương. Anh thích nói chung là cả về bên ngoài lẫn cả gọi là cả bên nội cả bên ngoại anh đều thích á. Dạ. Thế nên là anh muốn là mong là em cho anh cơ hội có thể là mình hẹn hò nhau rồi nghĩ đến xa hơn. Đó, ít nhất là phải vậy. Cặp này đi hẹn hò chắc phải cho tôi với Tường đứng kế bên mới được. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi em. Suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút có nghĩa là trao nhau một cái duyên và chấp nhận nhau để tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân. Bắt đầu. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sao vội vàng vậy em? Kêu nói thì không nói mà bấm nhanh vậy, người ta chưa có gì hết trơn à. Nắm tay nhau. Nào thì nắm tay nhau. Đã đồng ý là chúng ta đã trao nhau cái duyên rồi. Hãy hôn bạn gái nhân ngày gặp mặt đi bạn. Nào. Làm gì hôn cho mày? Môi mình có mùi mỹ phẩm thơm thơm. Mùi mỹ phẩm thơm thơm, trời ơi. Nên nó hôn mỹ phẩm không à? Chán hồng này cũng chứ. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp và Cinebox 212 Lý Chiến Thắng giúp các bạn sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Nào hãy nắm tay đưa bạn gái đi xem phim. Dìu bạn gái xuống cầu thang. Rồi, vui. Ôi vui quá xá là vui. Đàn trai đàn gái ai nấy đều vui. Chào hai cặp đôi. Quá hôm nay nhìn gương mặt các bạn rạng ngời quá. Văn Cường và Mỹ Linh nói trước đi. Nay em rất là vui khi mà đấy chị quay như thế này. Không phải như lần trước là để ngồi ngay ghế kia. Và lần này tới là để thông báo một tin vui là tháng 4 này hay tụi em sẽ chính thức về chung một nhà. Wow. Đây nè, anh nói với Cường với Linh nghe nha. Là hôm trước anh có hứa là sau 3 ngày nếu tụi em làm đám cưới là sao? Dạ anh lo hết à. Mai mấy cưới thì tụi hỗ trợ lần cưới liền luôn đi. Dạ được ạ. Nếu 3 ngày tôi lo hết cho. Anh lo tội chi phí đúng không ạ? Đúng rồi. Được ha. Đúng rồi, anh lo hết toàn bộ. Ngày đâu. Như vậy thì hố 3 ngày đúng không? Hố rồi hố. Giờ là mấy ngày? Dạ tới gần hơn 100 ngày anh ạ. Thôi vậy là anh khỏi lo. Nhưng mà tính ra nhanh thiệt. Nhanh thiệt. Nhanh thiệt chứ bộ. Nhưng nói về thôi. Chứ anh với Cực Tường sẽ có quà dành cho hai vợ chồng tụi em. Dạ. Ha. Chúc hai vợ chồng tụi em sẽ trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, nhanh nhanh sinh quý tử. Sinh quý tử để có các tường Linh có cháu nội cháu ngoại nha. Dạ em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Dạ hôm nay em đến chương trình em có mang một ít vú sữa lò rèn ở quê lên để gửi anh chị. Dạ. Ồ, vú sữa lò rèn Vĩnh Kim ha, miền Tây này ngon lắm. Ơi cảm ơn anh, cái này chắc anh Linh không biết ăn đâu ha. Không biết trời ơi, vú sữa anh ăn dữ lắm à. Rồi cảm ơn bác Cường Mỹ Linh nhiều nha. Còn anh Thái Sơn Mỹ Trinh nè. Dạ em xin chào ông Mai Quyền Linh và chị bà mối các Tường xinh đẹp và cùng tất cả các anh chị có mặt trong chương trình ạ. Tụi em là nghĩ là cái cặp đôi của tụi em là đã nhanh nhất rồi nhưng mà không ngờ lại cặp đôi kia lại nhanh hơn. Trinh và anh Sơn đã tìm được một nửa của mình thật sự. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. 1 2 3 4 5. Ok. Mong là anh nhà tao phải dùng nhiều hơn. Và khi nào thì hai bạn đám cưới? Dạ bên em thì là tổ chức ba nơi thì ở Ninh Thuận là ngày 7 tháng 5. Wow. Ở Sóc Trăng là ngày 14 tháng 5 anh.
Còn ở Sài Gòn là ngày 28 tháng 5 chị. Hoành tráng quá, tổ chức đám cưới ở ba nơi luôn. Ba nơi, hai đứa mình chia nhau đi nha. Anh nơi rưỡi, em nơi rưỡi. Và hôm nay thì cứ cũng gấp gáp quá mà anh Sơn cũng mới từ Sóc Trăng chạy lên. Thì thưa cụ Ít là nói chung là tâm... tiểu tấm lòng. Chính xác là tiểu tấm lòng của tụi em gửi đến cho anh chị và các anh trong cái chương trình. Rồi. Để chúc anh chị và tất cả mọi người có sức khỏe thật là tốt. Và sẽ làm mai nhiều hơn nữa các cặp đôi khác. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều. Cảm ơn Thái Sơn, Mỹ Trinh nha. Cảm ơn rất nhiều. Anh dặn Cường với lại Sơn nè. Nhớ thương yêu vợ mình ha. Chăm sóc vợ mình nha. Bản lĩnh đàn ông phải thể hiện nha mấy cưng. Rồi, chúc hai em gái hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn hai cặp đôi rất là nhiều. Cảm ơn nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay, xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Xin mời. Tám à. Đầu tiên là em không có biết chương trình, em trai em coi rồi thấy rất là hay. Và thấy cái độ ế của chị là cũng đến đỉnh điểm rồi. Nên là... Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Giới thiệu đi em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Thị Diệu. Em đến từ Đồng Nai. Em 32 tuổi và em đang là giáo viên của một trường tiểu học ở Đồng Nai. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Võ Công Quang, 34 tuổi, quê cũng ở Đồng Nai luôn. Rồi bây giờ thì hiện đang công tác tại công ty điện máy Nguyễn Kim. 34 tuổi rồi, mình đã trải qua mấy mối tình rồi Toàn? Dạ, mối tình thì có 2 mối tình rồi. Nhưng mà yêu đơn phương thôi, chứ không có... Không có sâu sắc. Không có sâu sắc. Rồi bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về mình đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vẽ khá đẹp. Đặc biệt là đẹp trong mắt của học sinh tiểu học. Em là người phụ nữ của gia đình. Nấu một số món ăn và trưng bày cũng khá là đẹp. Điểm yếu của em thì là em đôi lúc hơi nóng tính. Cũng có nói nhiều. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Hai mối tình, chia tay bao lâu đẹp? Chia tay cách đây 3 năm rồi chị. Nói thế mạnh, thế yếu. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn đi. Chị biết luôn. Điểm mạnh của em thì làm việc nhà được. Thôi. Nấu ăn được. Tức là làm ở trong nhà làm gì cũng được hết á. Giặt quần áo con cái rồi giặt nó vợ. Dạ, dạ được con. Cũng biết hát bolero. Bolero. Dạ. Làm câu nghe thử coi. Bolero luôn. Dạ, em xin hát một đoạn trong bài Hỏi Vợ Ngoài Thành. Rồi bắt đầu. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm. Thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao ly trúc bơ lâu. Xưa đã cùng em tươi vườn trâu, bên nắng hàng cau xanh rạn rào. Bên giàn thiên lý bên khóm mai, ngày xuân tháng hạ cùng em mặn mà. Hey. Cơ duyên nào mà bạn biết đến chương trình bạn muốn hẹn hò? Do em trai của em giới thiệu xong rồi là đăng ký cho em tham gia. Bên đây, rồi, có bên em đây trai nó nhỏ thôi. Quá, bên đây không có nghe gì trơn á. Em trai coi chương trình muốn hẹn hò thích quá. Trời em, trời ơi xinh đẹp quá mà nó đăng nhỏ ký quá. Cho chị. Đầu tiên là em không có biết chương trình. Xong rồi là em trai em coi rồi thấy rất là hay. Và thấy cái độ ế của chị là cũng đến đỉnh điểm rồi. Nên là vừa nói là phải đăng ký bằng được cho chị tham gia. Để... Chị khoái không? Dạ khoái. Quan trọng là chị khoái được rồi ha. Rồi bây giờ chị khoái tìm một người đàn ông như thế nào? Về hình thức thì em thích bạn nam đó là cao từ 1m7 trở lên. Gì vậy? Gì bên kia cười vậy? Hơi lùng hay sao? Nhưng mà cao hơn em chứ à? Cao hơn. Cao cười luôn hả? Ừ. Cao hơn mà dưới cũng cười nữa hả? Ừ. Rồi gì nữa em? Tính cách thì mạnh mẽ, nam tính, quyết đoán. Em không thích đòi hỏi. Anh Linh là không có thích mấy cô nào mà nói công đậy đâu. Nghe cái giữ hối tôi vậy. Không, nhưng mà anh Quỳnh Linh không phải đầu hái mà anh nữa là chán hơi cao thôi. Được. Cảm ơn em. Mời con gì nữa không? Hết rồi. Hết rồi phải không? Nhiều để... đó thôi, không có lẽ nữa. Đúng rồi, không biết thôi. Để coi kiểm tra coi có hối không. Ủa hối rồi. Có mấy cộng cũng được. Tôi coi có cao được nhiều mà sao nói cao 1m7 mà dưới cười cái rần. Mang dài là cũng được lắm á. Đẹp trai mà. Đâu muốn làm gì dữ vậy ở dưới, bởi vậy đừng đánh lừa tôi nha. Vậy anh muốn tìm người bạn gái như thế nào nè? Dạ về ngoại hình á thì 1m50, 55 trở lên là được rồi. Dư sang. Da trắng.
tóc dài chút. Dư sắc. Dư sức. Em thấy bên đó nói là đi dạy là em chịu rồi đó. Tại vì em thích giáo viên lắm. Bây giờ nếu như mà hai bên phù hợp với nhau hết thì bao lâu anh tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà tìm hiểu nhau thì càng sớm càng tốt. Tại em cũng lớn rồi, nhà dục lắm. Mà mình đã chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ nhà thì có sẵn rồi. Nhà có cửa hàng vật liệu xây dựng luôn. Ồ, sẵn trời. Em chỉ có đi làm thêm ở ngoài thôi. Ủa vậy là đi làm thêm rồi cái vật liệu xây dựng nhà là ai coi? Bố mẹ coi. Bố mẹ coi. À vậy mốt mình về mình làm dâu ở chung bố mẹ luôn đúng dạ, không? Dạ thì bán hàng cũng hai vợ chồng bán hàng cũng được. Dạ. Muốn làm rồi. Được không em? Làm dâu được không? Dạ được. Em gái có đi với ai không? Dạ em đi với em trai của em và chị họ. Em trai em cái người đăng ký cho em á phải không? Rồi chào dạ. Em. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cách Tường và chào quý vị khán giả. Thì em cũng thấy anh này cũng được, cũng hiền và cũng có vẻ như hợp với chị. Thì còn cần quyết định là ở anh chị thôi. Không nhưng mà anh rể phải nói chuyện với anh em tương lai vài câu. Em thấy anh cảm thấy như thế nào về ngoại hình với lại cái tính cách của anh nói chuyện vậy thì có hợp với bên dạ thì em thấy anh là được. Em thích vậy. Được rồi, vậy là hai người đàn ông nói chuyện với nhau mà nói em thích là thấy được rồi ha. Rồi cảm ơn em. Vậy bạn trai mình có đi với ai không? Dạ em đi với lại em trai của em. Ồ, chào em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ. Và chào các vị khán giả trong cường quay. Thì theo em nhận thấy thì chị này tính tình khá là hợp với anh em. Có vẻ là bù trừ được. Chị cũng khá là hiền, nhanh nhẹn. Thì nếu mà hai người có thể thì sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu để có thể hiểu nhau nhiều hơn. Giờ chấm chị dâu là thang điểm 10 chấm được mấy điểm nè? Dạ theo từ nãy tới giờ thì cỡ được 8 trên 10. Tại sao này có cơ hội thì chị sẽ hậu tạ em sau. Thôi bây giờ kéo màn lên đi. Nôn lắm rồi cặp này được á. Hợp lý rồi. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. Dễ thương lắm. Chào em. Anh thấy em rất là dễ thương so với anh tưởng tượng. Dễ thương xinh xắn. Mà làm giáo viên nữa thì anh càng thích hơn. Cảm ơn anh ạ. Thì anh hỏi là không biết em cảm gì nhận gì anh như thế nào? Ban đầu thì em cũng thấy mến. Bởi vì là em thấy anh cũng là hèn chững chạc. Đứng lên đo đi em. Tại cổ đang lo cái vụ chiều cao, đo cho cổ cái cô yên tâm đi. Anh thì có 1m65 thôi, không được như mong muốn của em. Dạ. Kệ đo đi, đo một cái đi, rồi sao, đứng vô. Được không? Được mà. Quên nữa, anh có món quà tặng em. Trời ơi. Nãy giờ quên, tại thấy làm giật mình tưởng đâu tặng. Hồi hộp quá cho nên quên. Dạ, em cảm ơn anh. Theo em thì nếu mà quen nhau mà tìm hiểu nhau á thì dự tính là em có thể kết hôn lúc nào em kết hôn được. Nói chung là em không có quy định thời gian. Cả hai người mà cảm thấy là đủ chín chắn và là đủ để hai người về chung một nhà được thì là về, chứ còn không quá quan niệm là bao nhiêu thời gian. Mình tỏ tình một câu thì lãng mạn. Thật lòng thì anh lần đầu tiên là anh cũng cảm thấy có một người vừa dễ thương. Với lại tính cách dễ thương với lại rất là xinh xắn anh được anh gặp tại cái chương trình này. Thì anh cũng muốn rất tiến xa hơn nữa với em. Thì em có thể cho anh cơ hội để có thể là tìm hiểu, tỏ tình với em. Thì không biết em có đồng ý không? Em, dạ, em thì nói chung là em không có mong cầu một cái người mà đàn ông mà hoàn hảo về tất cả mọi mặt. Nhưng mà em lại mong muốn là cái người đàn ông đó phải dành cho em một tình yêu và sự quan tâm hoàn hảo nhất. Mà nếu mà anh cảm nhận thấy anh có thể làm được điều đó thì em sẽ cho anh cơ hội. Cảm ơn em. Suy nghĩ cho kỹ nha. Để tay vô nút bấm đi các bạn. Và bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Mình quyết định xem mình có đồng ý bấm nút. Bấm nút có nghĩa là hẹn hò với nhau, trao cho nhau một cái duyên, tìm hiểu nhau đi đến hôn nhân. Bấm hay không tùy các bạn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Sao ngơ ngác thế? Sao? Bấm rồi thấy sao? Nắm tay nhau một cái đi rồi mới thấy được. Nắm chặt vô. Đây là những chiếc vé xem phim của
hệ thống 212 Lý Chiến Thắng Cinebox gửi tặng các bạn để chúng ta có không gian lãng mạn hơn, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Đó là thẻ thanh toán quốc tế JCB đến từ Nhật Bản trị giá 1 triệu đồng. Chúc các bạn may mắn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax và một phần quà dành cho các bạn, đó là suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Áo Cưới Milan. Rồi, chúc mừng hai bạn nắm tay nhau thật chặt và bắt đầu hẹn hò. Dễ thương quá.